cho tới khi một đêm anh này đưa con về. Thì hôm đó là bắt đầu anh này cũng bày tỏ và con cũng đồng ý. Thì thực ra là ba mẹ con cũng không thực sự tán thành từ đầu luôn. Tại vì truyền thống gia đình, cái hình mẫu của ba mẹ con nó khác lắm. Nó khác với Thảo bây giờ lắm. Nên là cái thời gian đầu, đặc biệt là lúc trước khi cưới á, là có nhiều cái vấn đề về cái sự khác biệt về văn hóa. Cái chuyện nó lớn hơn là cái đợt mà Thảo đi du học lần thứ hai á, thì cái đợt đó là ba mẹ con mới bắt đầu nói với con nghiêm túc hơn cái việc là hay là lúc mà Thảo đi học xong á, hai vợ chồng chuyển ra Hà Nội để mà gần ba mẹ, mong ba mẹ hiểu cho tụi con hơn, tại vì tụi con nhất là có cuộc sống riêng và bản thân tụi con cũng sẽ có những cái tham vọng riêng trong cái sự nghiệp của mình. Cái thời của tụi con nó sẽ khác với thời ba mẹ, cái sự ổn định, cái định nghĩa sự ổn định nó sẽ phải khác. Dạ thì con cũng đã hứa với mẹ ngay trước ngày cưới là con sẽ cố gắng để mà học theo cái là nề nếp của con dâu người Bắc, dâu trưởng, dạ, dâu trưởng. Tuy là con là con út cũng được chiều từ nhỏ, nhưng mà khi mà được gia dòng chắc thì con sẽ cố gắng để thực hiện và hoàn thành. Ba mẹ con cũng hiểu là ba mẹ cũng đang rất là mong ngóng bé ra đời. Thì tuy là tụi con không có dám nói ba mẹ trực tiếp và cũng không có dám hứa, nhưng mà tụi con cũng đang cố gắng cho bé rồng. Xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, con tên là Xuân Thảo, năm nay con 27 tuổi, con làm thiết kế thời trang ạ. Thiết kế thời trang hả? Dạ, vâng. Xin cho hỏi cái đầm này có phải là do Thảo thiết kế thời trang không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đầm này là đầm cưới của con luôn ạ. Đầm cưới luôn. Vậy hả? Rồi, mời chồng Thảo. Dạ, con là Khánh Tùng ạ. Con năm nay 32 tuổi và con đang làm brand manager cho một thương hiệu thời trang ạ. Nhưng mà không liên quan tới vợ con. Manager cho một thương hiệu thời trang. Như vậy là cái mà không làm manager cho thương hiệu của vợ mình. Dạ, cái đó thì tụi con đang ấp ủ trong tương lai ạ. Như vậy là chắc có lẽ là chú Thuận đoán là hai đứa chắc là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là chắc là trong một cái event gì đó hoặc một cái fashion show nào đó nó liên quan tới thời trang đúng không? Dạ, câu chuyện thì cũng liên quan tới thời trang, nhưng mà thật ra tụi con làm cùng công ty thời trang. Con gặp vợ con là ngày đầu tiên mà con vào Sài Gòn luôn, là đi thẳng lên công ty làm luôn. Thì lúc đó ấn tượng của con về Thảo thì thực ra là không có nhiều. Một phần là vì lúc đó là con vẫn còn quen bạn gái cũ. Và hai lúc đó là Thảo lạnh lùng lắm, là con vào con chào mọi người cũng không thấy Thảo nói gì, lạnh như băng. Lạnh như băng. Mọi người khác trong phòng thì chào hỏi thăm, em vào lâu chưa các thứ, không thấy Thảo nói gì hết. Thảo bộ lúc đó có chuyện gì hay sao mà lại lạnh tanh như vậy? Dạ thì tính cách của con là cũng ít nói và lạnh lùng và cũng hơi ngại người lạ. Nhưng mà ngày hôm đó con có chào ảnh không? Nhớ là con chỉ gật đầu. Nhưng mà con có ấn tượng gì với ảnh không? Dạ con không ấn tượng gì lắm. Chỉ có cái là lúc đó anh ấy vuốt quả đầu bóng quá. Thì con chỉ nhớ là đúng cái quả đầu bóng đó thôi. Sao hôm nay đầu lại không bóng? Anh Thảo nó không thích ra. Dạ đúng rồi, tại vì style của con hồi đấy nó cũng hơi khác nữa. Với cả sau này thì nghe lời Thảo nên là cũng sửa. Không chơi đầu bóng mượt nữa, đúng không? Thì đến khi nào thì mới thấy thích cô gái này? Thích thì chắc phải sau đây tới tầm gần nửa năm. Đó là Thảo nghỉ ở công ty đó, xin nghỉ, bắt đầu chuyển sang một cái công ty mới. Thì tự nhiên lúc đó tụi con lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lúc ấy bắt đầu thấy là kiểu nói chuyện cũng hợp cả. Sau đó thì khoảng được một tháng ở công ty mới thì Thảo lại nghỉ ở đó và quay về lại công ty cũ. Thì hai đứa lại làm cùng với nhau tiếp. Thế là lúc đó thì tụi con mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Phòng của tụi con thì có cái văn hóa là thi thoảng sẽ đi bar uống cocktail với nhau á. Lúc đó là bắt đầu đi chơi. Còn Thảo thì sao? Lúc nào thì con mới thấy thích anh này? Dạ thì cũng theo câu chuyện là sau đó thì tụi con hay đi bar uống cocktail với nhau. Thì cũng bạn bè bình thường thôi, cho tới khi một đêm anh này đưa con về. Thì hôm đó là bắt đầu anh này cũng bày tỏ và con cũng đồng ý. Là lúc anh đó là có men trong người không? Dạ. Không, chỉ có Thảo thôi. Tại vì còn đi uống thì ít khi con uống lắm. Lúc mà con đưa Thảo về nhà xong tỏ tình á, thì lúc ấy Thảo cũng hơi ngây rồi nên là không có trả lời gì cả. Thế đi vào nhà. Thế con đi về. Có nghĩa là mặt vẫn lạnh. Dạ vẫn lạnh, tới lúc đấy vẫn lạnh. Là con cũng hơi chưng hửng. Xong tới sớm hôm sau thì Thảo mới nhắn tin cho con là nếu là làm bạn trai em thì sẽ khó khăn lắm gì các thứ, anh có chịu được không? Lúc đấy con mới chắc mầm là đúng rồi. Đã cắn câu. Nhưng mà con ví dụ như làm bạn trai của em thì sẽ khó khăn lắm, là khó khăn về việc gì? Dạ tại vì con biết anh này là gia đình Hà Nội, ngoài Bắc và cũng bố mẹ cũng làm công chức nhà nước, thì con là Thiên Chúa. Nên là khi mà quen nhau và gọi là sau này mà có tiến tới được á, thì cũng sẽ rất là khó khăn. Con có bị yêu xa không?
Dạ có ạ. Lúc mà tụi con mới quen nhau tầm được khoảng 6 tháng thì con bắt đầu đi du học. Dạ vâng, thì lúc con đó học ngành thời trang à? Dạ vâng, du học ngành thời trang luôn. Ở đâu con? Dạ Úc ạ. Đợt đó là con đi 1 năm, xong rồi sau đó con về là do dịch. Thì không phải thời gian 1 năm đó tụi con yêu xa. Thì mà con về là cũng giúp cho Thảo đi luôn. Có hả? Dạ, tại vì lúc mà chuẩn bị hồ sơ đi á thì có cái bài luận giới thiệu bản thân á, con là người sửa bài cho Thảo. Dạ vâng, thì về thì là do dịch, con về chứ cũng chưa phải học xong. Nên là trong khoảng thời gian đó thì con ở Việt Nam 1 năm. Thì là tụi hai đứa cưới luôn. Vâng, hai đứa quyết định cưới. Xong rồi cưới xong thì cũng 1 năm là dịch nữa, thì vừa hết dịch con lại đi du học tiếp. Lại tiếp tục yêu sao? Rồi bây giờ con mà lúc đó là đã cưới rồi đúng không? Dạ vâng, là bây giờ là con đã tốt nghiệp chưa? Dạ con tốt nghiệp xong rồi. Vậy tốt rồi. Hay quá. Sau khi tụi con làm đám cưới xong tụi con ở đây á, là gia đình con có đồng ý không? Bố mẹ có làm khó không? Bởi vì con là cháu đích tôn mà lại con trai trưởng nữa. Dạ thì thực ra là ba mẹ con cũng không thực sự tán thành từ đầu luôn. Tại vì truyền thống gia đình, cái hình mẫu của ba mẹ con nó khác lắm. Nó khác với Thảo bây giờ lắm. Nên là cái thời gian đầu, đặc biệt là lúc trước khi cưới á, là có nhiều cái vấn đề về cái sự khác biệt về văn hóa. Đơn giản như là việc ăn uống chẳng hạn, là tụi con ăn khác ba mẹ con cũng khác ba mẹ Thảo luôn. Tụi con ăn theo cái cách riêng, cái chế độ riêng. Là tụi con hay là một mình con? Dạ tụi con cả con là hai Thảo đứa luôn. Dạ. Ba mẹ con cũng thấy kỳ lạ. Ồ sao hai đứa lại ăn kiểu này, sao tủ lạnh lại ít đồ như này. Đấy là những cái mà nó nhỏ. Còn sau này thì có một cái chuyện nó lớn hơn. Là cái đợt mà Thảo đi du học lần thứ hai á. Thì cái đợt đó là ba mẹ con mới bắt đầu nói với con nghiêm túc hơn. Cái việc là hay là lúc mà Thảo đi học xong á, hai vợ chồng chuyển ra Hà Nội. Để mà gần ba mẹ. Tại vì nhà con thì có hai anh em thôi, một em gái nữa. Thì em gái con là cũng chuyển vào Sài Gòn được 2 năm rồi. Cũng xác định là em gái con sẽ ở trong này dài lâu. Nên là có ba mẹ con một mình ngoài kia. Thì cũng thương ba mẹ. Dạ. Nên là lúc đó thì con cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và bản thân lúc đó cái công việc của con cũng đang rất áp lực nữa. Tại vì vừa hết dịch xong. Mà ngành thời trang thì nó đang ở cái mức thấp điểm. Nên là lúc đó tụi con mới có những cái cuộc gọi là tranh luận cãi vã nhau lần đầu. Lúc đó là Thảo đang ở nước ngoài. Đúng, dạ, đúng không? Thành ra cũng có rất là khó đúng không? Cuối cùng thì bây giờ hai đứa vẫn ở trong Sài Gòn. Dạ vâng. Dạ. Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Nhưng mà cái vấn đề của ba mẹ với con là đã giải quyết xong hết chưa? Thực ra là cũng chưa. Tại con mới nói chuyện với ba mẹ con là tụi con xin phép là sau khi mà uy tính lại tất cả các thứ, con thấy là con ở Sài Gòn thì công việc rồi sự nghiệp nó sẽ tốt hơn. Rồi con cũng sẽ giúp đỡ được em nữa, tại vì em khả năng cao là vẫn sẽ ở trong này lâu dài. Nên được con xin phép là sẽ không có ra Hà Nội nữa, con vẫn sẽ ở trong này sinh sống và làm việc tiếp. Mặc dù trước đó là ba mẹ con cũng đã có giúp con mua nhà ngoài kia rồi. Nhưng mà thôi nhờ ba mẹ bán giúp con cái nhà vừa mới mua. Thế bây giờ các cụ ok chưa? Thực ra thì ba mẹ con cũng gọi là thôi hai đứa quyết định vậy thì ba mẹ chịu. Cụ là năm nay nhiêu rồi? Hai cụ? Mẹ con là sinh năm 67, còn ba con là sinh năm 58. Vậy là mẹ là thua mẹ Vân 1 tuổi, là cô. Dạ. Cô nói chuyện với mẹ con chút xíu để cho mẹ con thông cảm với con. Mẹ tên gì vậy? Mẹ con tên là Lan ạ. Em Lan với anh... Toàn ạ. Anh Toàn. Anh Toàn với em Lan. Hôm nay gặp được các cháu trong chương trình Vợ Chồng Son thì thấy là Vân thấy là thực sự thì không biết là sức khỏe của Lan như thế nào, nhưng mà bản thân Vân á, hai đứa lớn là các cháu đi học ở bên Mỹ, thì cái cháu gái là đã có chồng có con bên Mỹ rồi. Rồi bây giờ cháu trai thì là nó đang có bé bồ người Nhật, chắc tương lai chắc nó cũng qua Nhật nó ở rồi đó. Thế nhưng mà thực sự thì Vân thấy là chuyện đó nó hết sức bình thường. Tại vì ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác. Thời đại 4.0 rồi, chính ra đó hai vợ chồng ở với nhau và ở riêng ra nó sẽ thoải mái đầu óc hơn rất là nhiều. Thành ra là anh Toàn với lại em Lan xem là có thể là mình nhẹ lòng đi, mình đừng có suy nghĩ về cái vấn đề này nhiều. Đương nhiên thì khi các cháu
nó đủ lớn, nó đủ hiểu để là điều kiện kinh tế nếu mà nó có thì mỗi năm nó phải bay ra cùng vợ chồng con cái đùm đề, bay ra thăm ông bà, rồi thì ông bà có dịp thì vào chơi với các cháu. Nên là thôi thì anh Toàn với chị Lan xem tình hình nào, open cởi mở ra mà tha thứ cho thằng con trai của mình nhá. Đó thì là vâng xin vậy đó. Sau cái những chia sẻ của chị cô Vân rồi thì con có muốn nói gì với bố mẹ hay không? Con ba nói trực diện với bố mẹ luôn. Thảo cũng nói luôn. Thì... nói đi cho bố mẹ hiểu. Dạ, thì nhân dịp chương trình thì con cũng muốn gửi tới bố mẹ một lời là cũng mong ba mẹ hiểu cho tụi con hơn. Tại vì tụi con nhất là có cuộc sống riêng và bản thân tụi con cũng sẽ có những cái tham vọng riêng trong cái sự nghiệp của mình. Cái thời của tụi con nó sẽ khác với thời ba mẹ. Cái sự ổn định, cái định nghĩa sự ổn định nó sẽ phải khác. Và tụi con cũng muốn là xác lập một cái gia đình riêng, có điều kiện phát triển để mà có điều kiện về kinh tế, điều kiện về thời gian hơn để chăm sóc ba mẹ. Tại vì thực sự là có chuyển ra Hà Nội mà tụi con gặp quá nhiều khó khăn về mặt sự nghiệp thì thực ra là nó cũng sẽ cản trở cái việc mà báo hiếu cho ba mẹ rất là nhiều. Mà lại là gánh nặng cho cha mẹ không chừng, dạ, đúng không? Mà Thảo muốn nói gì Thảo nói đi, ba Thảo mẹ nói với không? Bố mẹ đi con. Dạ thì con cũng đã hứa với mẹ ngay trước ngày cưới là con sẽ cố gắng để mà học theo cái là nề nếp của con dâu người Bắc. Dâu trưởng đó dạ, con. Dạ, dâu trưởng. Tuy là con Úc cũng được chiều từ nhỏ nhưng mà khi mà được gia dòng trách thì con cũng sẽ cố gắng để thực hiện hoàn thành. Con cũng hiểu là ba mẹ cũng đang rất là mong ngóng bé ra đời. Thì tuy là tụi con không có dám nói ba mẹ trực tiếp và cũng không dám hứa nhưng mà tụi con cũng đang cố gắng có bé rồng. Còn bây giờ tới cái phần mà khui cái tật xấu đi. Đó, anh thấy Tùng nó hiền quá, nó cũng rất là lo lắng cho vợ. Vậy trong cái đời sống vợ chồng trong 2 năm là vợ và chồng với nhau thì nó có lòi những cái tật xấu nhỏ nhoi nào ra không? Cái tật xấu con thấy anh mong muốn anh Tùng thay đổi nhất đó là anh Tùng rất là hay giúp con dọn dẹp nhưng mà anh chỉ sẽ dọn những cái anh nhìn thấy trong bán kính tầm lia mắt của anh thôi. Ví dụ như cái bồn rửa chén và anh con để cái chén ở đây hoặc là cái nồi ở xa kia thì anh chỉ dọn cái chén ở đây thôi, còn để nguyên cái nồi ở đây. Cái nồi là để đó. Cho tới khi con ra con thấy con mới dọn. Chắc là nó cẩn thị đó. Thực ra là cũng tại con thì hay dọn dẹp, thì vừa dọn dẹp hay vừa nghe tin tức rồi nghe khoa học á. Con hay bị một cái là ví dụ là con nghe cái gì mà hay mà kiểu nó mới á là con sẽ phải ra ngồi ghi chép hoặc là con ngồi tìm hiểu liền á. Anh đừng biện hộ nữa. Anh làm gì nữa, chẳng có nguyên nhân, cứ biện hộ. Đến cái trang này là anh chỉ ngồi im lặng và nghe thôi. Rồi con là bừa bộn đúng không? Đó. Dạ. Rồi còn gì nữa? Có đùa, có nhây được không với vợ? À, dạ có. Ví dụ Tùng, một câu chuyện đi. Dạ vâng, anh Tùng thì rất là nhây. Mà nhây tới mức gọi là con có đã nói là con cọc rồi đó. Nhưng anh vẫn sẽ nhây tiếp. Tại sao anh nói là thôi anh thương vợ anh mới nhây như thế mà. Rồi con mong muốn là Tùng thay đổi điều gì? Dạ thật ra là anh Tùng cũng là người chồng rất là tuyệt vời với con rồi. Tuy là khoảng thời gian cưới nhau khó khăn như vậy nhưng mà thật sự là con cũng không cảm nhận được cái gì khó khăn nhiều hết. Cho tới khi mà sau đó anh Tùng kể lại con mới biết là anh trải qua những gì. Anh phải vượt qua rất nhiều. Dạ vâng. Nên là con cũng không mong chồng con thay đổi gì. Có mong chồng con là bán kính rộng hơn chút xíu không? Con vậy chứ tự nhiên bây giờ nửa mét, bây giờ con xin lên chừng 2 mét đi là quán xuyến được hết. Dạ chắc con đổi kính cho ảnh là được. Rồi bây giờ Tùng nè, vợ nó nói thế thì làm sao mà dám khui cái gì của nó ra. Thì vợ con có một cái cũng có thể gọi là tật xấu là hay dễ bị tự ti. Dạ, tại vì vợ con thì là trước học remit nên là bạn bè cùng trang lứa là rất là nhiều người có điều kiện cũng như là nhiều người có cái thành công riêng cuộc sống á. Nên là vợ con thỉnh thoảng lên Facebook thì hay thấy vậy rồi hay tự ti là thấy anh ơi em không có giỏi, không có làm được gì hết. Thực ra là cá nhân con là một người khá là tham vọng và cái mindset của con luôn luôn là mình phải đánh chiếm được ngôi đầu. Nên là con cũng hy vọng là Thảo sẽ cải thiện được cái sự tự ti đó để mà sau này khi mà tụi con làm riêng á là tụi con sẽ thỏa mãn được những cái tham vọng mà tụi con muốn làm. Có một cái điều nữa là gì, cả hai bạn cùng làm chung nghề với nhau và chung ngành với nhau nữa
chắc chắn là khi một cái sự phát triển của thương hiệu riêng đi, thương hiệu riêng vậy, chắc chắn phải là của hai đứa. Chất xám phải là của hai đứa. Anh em yên tâm đi, các con sẽ thành công. Và chú tin rằng là với một cái người đàn ông mà rất là chững chạc và với có được kiến thức, ý chí, cái nữa ý chí và thậm chí là có những cái quyết đoán, hồi nãy con có dùng cái từ tham vọng đó, chú mong rằng là tất cả những cái ý định và những cái mong muốn các con sẽ thành hiện thực chắc chắn luôn. Và chú đang chờ một cái thương hiệu mang tên hai vợ chồng. Rồi trước khi tạm biệt thì chú chúc cho hai vợ chồng sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, lúc nào cũng phải nghĩ tới cha mẹ. Dạ. Và yêu thương nhau, yêu thương cha mẹ của hai bên. Dạ. Đó, trong năm sau bác sĩ báo tin vui. Dạ, và rồi. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai vợ chồng. Dạ. Một thằng chúm nheo nha, một thằng chúm nheo nữa. Và ông bà nội sẽ vào đây. Đó, phụ hai vợ chồng chăm sóc thằng chúm nheo. Đúng nha. Rồi, thằng okay. Chúm nheo. Được chưa? Cảm ơn. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. À. Chào toàn thể quý vị có mặt trong trường quay và các vị khán giả đang xem chương trình. Hãy giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em hiện đang là kỹ sư chiếu sáng. À, em bao nhiêu tuổi hả? Dạ, năm nay em 25 tuổi. 25, thế còn em? Em tên là Trần Thị Cẩm Nhân, thì năm nay em 24 tuổi. Và nghề nghiệp hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Vợ thì tên Nhân, chồng tên Thiện, Thiện Nhân. Nghe rất là hiền hòa đúng không? Đó. Số trời định rồi đó anh. Rồi à, hai em là gặp nhau sao? Cách đây khoảng 3 năm, thì ngoài miền Trung mình đang có bị lũ lụt rất là nặng. Thì lúc đó một số hội thiện nguyện á, thì họ có chương trình là bán hàng gây quỹ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Thì lúc đó sinh viên thì em có làm mấy cái móc khóa thì gửi cho chương trình để bán. Nhưng mà hôm đó bạn em nó không qua lấy được, thế là em phải đem cái số đồ đó em qua chương trình. Thì lúc đó vợ gặp vợ em ở chương trình là đang ở cái gian hàng đó. Gặp thế vợ thì sao? Lúc đó em ấn tượng vợ em lắm. Vợ em lúc đó cắt cái mái tóc ngố che hết cái bàn trán này. Thả tóc dài xong quấn khăn rằn nữa. Rồi hỏi ra biết vợ em ở Bến Tre. Hồi đó tự nhiên một cái thời gian em thích nghe bài Giang Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Đã xong tự nhiên nghe vợ ở Bến Tre tự nhiên chột dạ, tim đập rộn ràng. Phải lòng liền. Còn em thì sao? Thì lúc đó em chỉ ấn tượng là con trai mà rất là khéo tay, lại biết làm móc khóa mà. Nhưng mà lúc nào cũng có các cô gái bao vây hết á, đi đâu cũng con gái đi theo sau lưng vậy đó. Nhưng mà lúc đó em cảm thấy ảnh nó hơi ẻo ẻo sao á, nhìn nó không có men. Rồi đến khi nào thì em á mới có ấn tượng tốt về ảnh? Sau cái ngày hôm đó thì ảnh có được số điện thoại của em. Rồi. Thế là liên tục suốt một nói tháng, ngày nào cũng gọi điện cho em, 10 giờ là gọi. Sau một tháng đó thì bắt đầu em cảm thấy là anh này cũng tốt, cũng quan tâm thì rồi. Bắt đầu để ý hơn. Đến bao lâu thì các bạn chính thức yêu nhau? Tính ra là gần 1.5 năm. Năm rưỡi đúng không? Cái gì từ lúc gặp nhau đến 1.5 năm mới chính thức yêu nhau hả? À dạ. Không. Lúc mà em gặp vợ em ở cái ngày hội thiện nguyện xong rồi á, vì em có số điện thoại thì em mới gọi điện cho vợ thường xuyên, tại vì lúc đó em có quen một người khác nữa. Nhưng mà em với người yêu cũ đó thì không có mối quan hệ nó rõ ràng nên cảm giác nó chán chán. Thời gian đó buổi tối cứ 9 giờ người yêu cũ em là đi ngủ rồi. Thế là lúc đó em buồn quá, có số con này thì em mới gọi điện nói chuyện. Hai người nói chuyện đâu khoảng 1 tháng á. Xong rồi em mới hỏi con này thì có đồng ý làm bạn gái em không. Rồi lúc đó em sao? Em gật đầu cái đục luôn. Lúc đó là kiểu như là mê lắm rồi á. Là không có chờ đợi được nữa. Nhưng mà lúc đó là thật sự là ảnh có bạn gái rồi, là bắt cá hai tay. Nhưng mà làm sao để mà em phát hiện được cái chuyện? Dạ thì sau đó thì có một cái anh cũng chơi chung nhóm. Thì cái anh đó lúc đầu là ảnh cua cái bạn gái của cái anh này. Nhưng mà không có thành công. Xong cái quay qua cua em, em cũng không chịu luôn. Cái bắt đầu ăn không được phá cho hôi á. Là bắt đầu ảnh gửi cái đường link của cái bạn đó cho em, bảo là đây là bạn gái của anh này nè. Em cũng vô xem mà em không có tin. Em mới nói với ảnh là chắc là bạn gái cũ thôi chứ không phải đâu. Xong rồi ảnh kêu không, bây giờ vẫn còn đang quen á, không tin hỏi đi. Trời sao sao anh nó lơ, sao anh nó lý thông dữ ta. Thì hai cô đều yêu anh này đó, tức là ảnh yêu rồi. Cả hai cô mà không có nào đáp lại. Rồi tiếp tục làm sao để em biết được cái chuyện mà anh này anh bắt cá hai tay? Đó, thế là em gọi em hỏi. Thì lúc đó mới thành thật thừa nhận với em. Lúc đang xử lý thì sao? Không, em chưa kịp nói gì hết luôn. Xong em mới nhắn tin cho ảnh, em kêu là anh có bạn gái rồi mà anh lừa dối em. Ảnh nhắn là anh kêu anh cũng không có xác định được tình cảm của mình nữa. Thôi thì anh nghĩ mình tạm chia tay đi.
xong cái không có liên lạc với em nữa. Em khóc nguyên một đêm đó, em khóc nguyên một ngày hôm sau, khóc sưng cả mắt lên luôn. Rồi sau đó vợ sao? Lúc đó là nhà em có biết là em có quen với vợ em. Xong rồi kiểu nhà em anh chị thì lập gia đình hết ở gần nhà hết. Xong rồi ngày nào mẹ cũng gọi vô động viên, thôi nha con, lấy vợ lấy gần gần thôi, đừng lấy xa quá rồi mai mốt con cháu rồi muốn gặp ông bà anh chị em rồi cũng khó. Thế là cái cô bạn gái kia thì gần nhà, mình cũng trằn trọc suy nghĩ mấy đêm liền. Nói thôi giờ hai đứa mới quen nhau được 2 tháng, thôi thì mình chia tay sớm để khỏi đau khổ. Bớt đau khổ đi. Lúc đó cũng lạnh lùng lắm, vợ em gọi điện khóc quá trời khóc, năn nỉ ỉ ôi hết. Xong rồi chấp nhận làm người thứ ba. Em á hả? Dạ. Sao em cam chịu vậy? Nhưng mà em nó vẫn lạnh lùng lắm anh, nói mình đã quyết rồi giờ dây dưa nữa khổ con người ta, tội mình mang tiếng nữa. Thế là thôi. Lúc đó kiểu như á là bị ông này cho uống bùa hay gì đó, anh nói gì cũng nghe, nói gì cũng gật đầu hết á. Nhưng mà anh muốn hỏi là đến khi nào thì cái ngôi thứ ba đó của em nó dẹp bỏ? Cách đó 14 tháng 2 thì em có hẹn cái cô người yêu đó đi chơi. Ai về cô đó thì nhắn tin cho vợ em bây giờ thì bảo là thôi em qua em đi chơi với anh đó đi. Trời sao tội nghiệp em. Xong em suy nghĩ, tự nhiên ngày lễ tình nhân hai người yêu nhau tự nhiên kêu cô này qua đi chơi với mình, coi mình không có giá trị gì hết. Xong rồi vợ em cũng qua, hai người cũng đi chơi, nhưng mà trong lòng vẫn suy nghĩ. Mình suy nghĩ mình tự nhiên mình cũng thấy đau lòng quá. Suy nghĩ cũng về lại trằn trọc mấy đêm. Mình là đàn ông mà mình cảm giác giống như bị hái hoa bẻ nhụy vậy đó. Dạ đúng rồi chị. Bực bội quá. Bực bội lắm. Xong về cũng trằn trọc mất ngủ mấy đêm. Suy nghĩ thôi thì bây giờ mình chọn người thương mình hơn là người ta không thương mình. Thế thôi thì em chia tay với cô đó. Xong rồi quay lại với vợ em. Thì từ đó tới giờ luôn. Nhờ cái bữa đó mà thôi là coi như hai người là chính thức là không còn cái đối tượng thứ ba nữa đúng dạ, không? Dạ. Rồi yêu bao nhiêu lâu thì đám cưới? Khoảng 1 năm rưỡi thì tụi em cưới. Cưới được bao lâu rồi cưng? Dạ, cưới gần 7 tháng rồi chị. Gần 7 tháng. Dạ. Trong 7 tháng đó là sau khi cưới thì có vỡ òa về nhau không? Có chứ chị, vỡ òa nhiều thứ lắm. Có tiếp tục bắt cá hai ba tay nữa không? Không, bây giờ cho cũng không phải thèm đâu. Trời giỡn hoài à. Bây giờ đại hội vạch mặt đi. Cái tật đầu tiên lộ ra đó là gia trưởng. Cực kỳ gia trưởng luôn. Cái vấn đề gì á, anh hỏi ý kiến của em. Không, em kêu anh như thế này đi, anh như thế kia đi, như thế nọ đi. Không, ý anh quyết vậy rồi nè. Rồi đấy là làm theo ý của mình là. Xong cái em rút kinh nghiệm. Lần sau hỏi em kêu thôi bây giờ anh tự quyết đi, làm sao cũng được. Không, em phải có chính kiến của em không có được như vậy. Đó. Rồi người thì nóng tính. Cứ mỗi lần mà đi đâu về hay là ai làm gì bực mình á, là bắt đầu đổ hết lên người em nha. Về nhà mở cửa ra nhìn cái mặt á là biết là thế nào cũng bị chửi. Không có nhiều khi mà em nhịn được thì thôi, còn em mà không nhịn được em cãi lại. Xong mà mỗi lần cãi nhau á, không bao giờ mở miệng ra nói. Cãi miệng cũng không nói luôn. Mà em đã dặn á, là ví dụ em sai cái gì á thì anh phải nói cho em biết, rằng em sửa. Cứ mỗi lần giận cái không nói chuyện, chị biết làm gì không? Giống như con nít đó, trùm mền, trùm kín đầu kín chân nằm im ở trong đó đó. Em kéo cỡ nào cũng không ra hết. Rồi cái nguội bắt đầu chui ra. Anh xin lỗi vợ. Ông chui ra được một hộp chết rồi chứ. Theo em kể là nó có một sự mâu thuẫn. Em nói ông này là gia trưởng đúng không? Dạ, gia trưởng nhưng mà là trẻ con. À, nhưng mà khi cãi sao anh thấy tự nhiên giờ ông này đang kèo trên mà giờ ông thành kèo dưới vậy? Tại em cưng vợ em lắm. Lúc mà giận hai chồng cãi nhau em nói thôi thì mình dễ vợ nói đi, mình im lặng. Mà bây giờ mà đang tức mà nhìn mặt nhau thì nó không hết tức được. Thế phải chùm mền lại. Chùm mền hồi thấy nực quá. Xong rồi ra lại năn nỉ vợ. Rồi thôi anh biết lỗi rồi. Còn cái thật xấu gì nữa không? Ngoài ra ảnh là một người gọi là rất là đòi hỏi cái sự chu toàn hoàn hảo á. Ảnh nấu ăn ngon đó, xong rồi em cũng nấu cho ảnh ăn. Nhưng mà không bao giờ anh vừa ý hết á. Đi làm á, xong mới lên trên báo á, coi món này, món kia, trình bày đẹp mắt, hấp dẫn lắm. Về cái kêu, em nấu cái món này cho anh ăn đi. Xong em cũng lật đật lên mạng, em coi em nấu. Xong về cái, xấu à, không ngon. Nhiều khi là thử được miếng, nhiều khi là không thử luôn á. Là phí hết công của em vậy đó. Rất là tức luôn á. Cứ mấy ngày cái lại quay lại cái điệp khúc cũ, em nấu cái món đó đi. Mấy ngày cái, em phải nghĩ món mới em nấu cho anh ăn chứ. Nó suốt làm vậy đó, không bao giờ thay đổi được hết á. Em phát hiện ra vợ em là có vài món tủ nấu đi nấu lại. Xong rồi em mới nói thôi thì bây giờ mình mới dạy. Vậy vợ, thế là chị gửi cho mấy cái đường link báo món này món kia, nấu ăn, công thức nấu ăn này kia. Em làm này, tập làm này, làm kia nè. Mà vợ em làm thì đúng là lần đầu nó không ngon. Nhưng mà do em chỉ cần em đọc lướt qua cái công thức là em có thể em nấu lại cho ăn được cái món đó. Xong mình thấy vợ không có sáng tạo, không có chịu tìm tòi những cái món ăn. Thứ hai là vợ em tính tình rất là trẻ con.
ví dụ như ở nhà nói chuyện gì mà bàn ra khí thế, bàn thì nói chung là nghe vanh vách, nghe mình nghe hợp lý lắm. Mình đến khi ra đường đụng chuyện cái chưa gì khóc trước rồi đó, không giữ được bình tĩnh. Thôi anh thế bảo cái gì chuyện gì mình cũng từ từ giải quyết. Thế là em mới la, thế là vợ bảo sao cứ la vợ trước mặt đám đông không chịu binh vợ. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là gặp những cái chuyện gì trong cuộc sống mình cứ bình tĩnh mình giải quyết. Thế còn em? Dạ, em chỉ mong muốn ông xã một điều duy nhất là bớt gia trưởng lại thôi, có thể hiểu vợ nhiều hơn. Chị chưa thấy một cái người đàn ông nào mà gia trưởng mà phức tạp như chồng của em. Ví dụ gia trưởng là đi kèm với lại nóng tính, với lại là ăn hiếp vợ, với lại là luôn luôn ở kèo trên. Nhưng mà chồng em á thì giống như là một số các em kể là gia trưởng, nhưng mà trong một thoát thôi là biến thành kèo dưới liền. Ví dụ như là gia trưởng là không bao giờ có chuyện mà nhường em trong vấn đề mà cãi nhau đâu, là phải áp đặt em là phải như vậy luôn. Thì nó mới đúng nghĩa là gia trưởng mà cần phải thay đổi. Ở đây á, chị thấy khi mà chồng em kể những cái thói xấu của em á, thì thực ra đó là chồng em rất quan tâm đến em thì mới để ý được những cái chi tiết như vậy. Cái quan tâm này thường mấy ông gia trưởng ít khi nào quan tâm lắm. Ông chỉ áp đặt người ta thôi, còn chuyện làm hay không làm không cần biết. Cái ý là như vậy, cho nên là cái chữ gia trưởng ở đây thì hình như nó chưa đúng lắm trong cái trường hợp của chồng em. Mà giống như là em cầu toàn quá, em muốn cái gì cũng hoàn hảo á, thì cộng với cái nóng tính á, thì em cảm giác đó là gia trưởng thôi. Chứ còn nếu mà chồng em mà gia trưởng em chịu không nổi đâu. Thực sự là như vậy. Ai mà gia trưởng gì mà chui trong mền trốn rồi trông như mèo vậy, rồi xong rồi là ra là xin lỗi vợ, là không có như vậy. Thì những cái điều mà chồng em muốn ở em á là theo chị là chính xác. Ví dụ như mình phải cứng rắn lên, mình đừng có yếu ớt quá, tại sau này mình còn phải đủ sức mình bảo vệ cái gia đình của mình. Nhiều khi chồng mình không có nhà chẳng hạn, có vấn đề gì xảy ra mình đủ bản lĩnh để mà mình có thể bảo vệ được cái gia đình của mình, con cái của mình, và bình tĩnh trong mọi trường hợp. Tại vì đúng là khóc là mình hết bình tĩnh rồi, đúng không? Còn em á, em đủ sức để mà em hóa giải cái chữ gia trưởng nó xóa trong đầu vợ em. Em không phải gia trưởng đâu, nhưng mà xem làm sao để vợ hiểu lầm là mình gia trưởng. Đó, cho nên là em phải xóa cái tư tưởng là em đang bị gia trưởng trong đầu của vợ em. Chị nghĩ là em làm được điều đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Dạ, em xin cảm ơn cái lời góp ý của hai anh chị. Dạ, và hai vợ chồng sẽ cố gắng sửa những cái mà mình đang còn hạn chế thế này để càng ngày càng hạnh phúc trong con đường sắp tới. Rồi, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn hai em nha. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em Hoàng Vinh, năm nay 40 tuổi. Vinh 40 tuổi. Dạ. Tuổi gì nè? Tuổi con gì nè? Tuổi con Khỉ. Con Khỉ đúng không? Vậy là Vinh nhỏ làm hơn. Gì? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn em tuổi. Ồ vậy. Trời hộ với không? Tuổi đâu tôi nhỏ ngông không á. Vinh làm nghề gì? Em ở đâu? Hiện tại ở nhà sửa xe. À. Mà ở thành phố hay là ở tỉnh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 2. Quận 2. Sửa xe hơi, sửa xe máy. Sửa xe máy. Có sửa xe Yamaha không? Novo. Cái gì cũng sửa hết. Rồi vậy mai mốt tôi đưa xe qua sửa nha. Rồi mời vợ Hoàng Vinh. Dạ em là, em xin chào quý vị khán giả và chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Trần Thị Phượng, 40 tuổi. Dạ em hiện là làm bếp cho công ty Lì Xì Bốc. Lì Xì Bốc. Dạ Lì Xì Bốc. Lì Xì Bốc. Dạ. Dạ. Vậy nấu ăn rất dữ lắm đúng không? Là do cái duyên, cơ duyên và do mấy bạn ở trong đó cũng thương, mến, cho nên là hồi đó chắc có lẽ là đang đi trên đường xe hư tấp vô quận 2 sửa, tấp vô quận 2 sửa xe, gặp ông sửa xe có duyên quá, coi như hốt ông luôn. Đúng không? Không. Không, thế chứ. Thôi em đừng có. Thôi bây giờ em làm ông mụ đi, em đừng có làm ông thầy nữa. Trời ơi, thì không có bao giờ mà trúng hết trơn cái trời á. Rồi bây giờ, thôi bây giờ đừng có để tôi đoán nữa. Bây giờ nói cho Quốc Thuận nghe coi hai bạn bắt đầu yêu nhau nó như thế nào. Cái thời điểm đó thì là 20 năm trước, năm 2000 đó. Năm Sài Gòn Cổ Tiên năm 2000. Thì hai chồng bắt đầu gặp từ năm đó. Rồi bây giờ lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào nè? Lần đầu tiên gặp nhau thì đi lên trên hồi đó thì có mấy cái câu lạc bộ hát với nhau, rồi bia rồi chè rồi đó. Rồi đi rồi mới gặp. Là gặp nhau ở chỗ bia hay là chỗ chè? Dạ bia. Hai người đi chơi bia luôn. Dạ. Ôi ôi vậy đó hả? Dạ. Rồi sao bà này là hồi nhỏ trẻ bà đẹp lắm đây nè. Em nhìn là em chịu không nổi rồi đúng không? Đúng không Vinh? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Đó, Vinh nhìn biết ngay mà, nhìn mà một cái là đổ liền. Mà đã vậy bà đứng mà thục bia nữa. Đó, trời ơi, còn sao chịu nổi trời.
Hả? Còn em thì sao? Em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, ấn tượng đầu tiên là ông xã em nói: Phượng em tên gì? Dạ, Phượng em tên gì? Dạ, Phượng em tên gì? Là ông đã biết tên bả rồi đúng không? Dạ, ông hề hước lắm. Phượng em tên gì? Ông bung miếng á. Ừ. Phượng em còn tên Vinh gì? Anh tên gì? Và sao lúc đó nó có trả lời đúng không? Em có trả lời không? Anh Vinh này em tên Phượng. À. Em có trả lời, em nói: Ủa? Hỏi gì kỳ vậy? À. Dạ, hỏi gì kỳ vậy? À. Dạ. Rồi sao? Nhưng mà em có thích ảnh không? Hay là lúc đó em không ưa hay dạ, như thế nào? Chưa. Chưa có ưa gì hết. Dạ. Mà lúc đó tình trạng của em là em có bạn trai chưa Phượng? Dạ em cũng có nhưng mà đã chia tay rồi. Chia tay cũng cả năm rồi. Dạ. Nhưng mà Vinh là gặp Phượng là mê liền đúng không? Thích liền. Dạ không có, em gặp thì em biết, em cũng biết tại vì hồi đó hai vợ chồng cùng ở, nói chung người ở xóm trên người ở xóm dưới á. Nhưng mà là học thì em trước bà xã hàng khóa. Đó cho nên em cũng biết có đi chơi chung nhóm bạn á, thì cũng có biết qua. Nhưng mà là biết cô này tên Phượng. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó là Phượng cũng chơi pizza rồi em cũng chơi pizza, hay là Phượng là làm ở tại cái tiệm pizza đó? Không, em chơi pizza nhưng mà Phượng thì chỉ có lên uống nước ngồi với bạn thôi. Rồi sau đó rồi sao ảnh cua Phượng đúng không? Dạ. Cua rồi sao đâu? Thì hỏi này kia rồi. Sau đó có nghĩa là một thời gian sau đó là ổng cua Phượng làm sao? Dạ lúc đó thì Vinh đang quen một người cũng tên Phượng luôn. Dạ cũng tên Phượng luôn. Rồi bạn bè mới là nói là con kia cũng Phượng, con này cũng Phượng. Đó rồi mấy bạn bè mới ca là hồi đó hắn đi city mà. Dạ cái bạn bè nói là một chiếc city chở đầy hoa Phượng. Trời ơi. Dạ. Một chiếc city chở đầy hoa Phượng đó. Dạ, đó bạn bè ca vậy đó. Dạ. Nhưng mà lúc đó là Phương vẫn em Vinh. Vinh vẫn quen cái cô Phượng đó. Dạ không, lúc đó thì đã chia tay chưa? Lúc đó thì người đó thì đang có như là đang trong cái tình trạng là chia tay. Hai người đang chia tay đúng không? Nhưng mà chưa có nói ra miệng thôi. Rồi, em đến, mới... đến khi mà Vinh chưa gặp... nói ra miệng tức là sao, có nghĩa là còn hai giống người... như là ly thân mà chưa ly dị á. Dạ đúng giống rồi đó. Đúng không? Dạ lại khái vậy đó. Rồi đến lúc mà khi mà Vinh gặp bé Phượng này á thì bé Phượng kia có biết không? Dạ biết. Biết rồi có làm gì không? Có làm phiền không á? Dạ, dạ có làm phiền bà xã thôi chứ không có làm gì. Làm phiền sao? Phượng đã nói là Vinh là quen tôi. Nếu mà ấy là tôi sẽ đánh, tôi sẽ này kia kia nọ vậy đó. Mà nói sao, gặp thẳng mặt nói là dạ tính... gặp thẳng mặt luôn. Trời hồi hồi xưa là hồi đó đâu có tụi em đâu có điện chị. Thoại mà Vinh ơi, hai Phượng, Phượng nào dữ hơn hả? Lúc đó em cũng không biết ai dữ ngay. Rồi lúc đó em trả lời sao? Dạ em mới nói là bây giờ do Vinh thôi chứ em thì không biết. Dạ tôi đâu có biết. Bây giờ do Vinh, bây giờ muốn gì thì phải chờ Vinh, ví dụ Vinh chọn ai vậy đó. Dạ sau đó Vinh có ông đào hoa dữ dội gì đó hả trời. Sau đó rồi ba người có ba mặt một lời không? Không, lúc đó em tự đứng ra giải quyết. Lúc đó là có em luôn hả? Không, lúc sau đó, này sau đó đúng không? Dạ. Em giải quyết sao em kể cho Vinh nghe. Rồi Vinh giải quyết sao? Thì em lên em nói thì mình không có hợp với nhau rồi thôi, mình chia tay vậy thôi. Nói với Phượng kia đúng không? Dạ. Nhưng mà Phượng kia có nghe liền không hay là cũng còn làm giữ thời gian rồi mới thôi? Thì nói chung thì lúc em nói thì trước đó thì em cũng đã quyết định rồi. Là em cũng lánh mặt, em không có tiếp xúc nữa, không có ấy nữa. Rồi sau đó là hai bạn chính thức quen nhau? Dạ. Có cái gì trắc trở không? Có xa nhau gì không? Hay là có chia tay gì không? Có đi, có yêu xa không hay là vẫn đó, cứ... Đó, dạ không, cái hai chồng thì... nói chung cái chuyện tình cảm cũng may mắn lắm. Anh chị biết chỉ có thời gian từ lúc quen tới lúc cưới là chỉ vỏn vẹn có 6 tháng thôi. Ủa vậy đó hả? 6 tháng. 6 tháng thôi. Nghĩa là 20 là đã bắt đầu lên xe huê rồi phải không? Dạ. 21. Dạ. 21 lên xe huê rồi đó. Dạ, nhau lúc 20 tuổi. Rồi là quen 6 tháng sau. Là... để lên xe hoa. Đó. Là nó sẽ rơi vào cái tuổi 21. 20 tuổi rưỡi. Đó. Đó. Rồi hai vợ chồng là... coi như là có phải đi xa hay là có làm ăn, có phải đi xa không hay là vẫn ở bên nhau? Dạ có. Có lúc nào yêu xa không? Dạ có.
là lấy rồi á? Dạ không, chưa lấy. Lúc quen thì ông xã em đi Đắk Lắk để làm, dạ sửa xe ô tô đó, phải đi vô Đắk Lắk để sửa xe, dạ rồi cái lúc đó cái như em có bà thứ chín ở bên Pháp mới nói là dắt về gả chồng cho em. Dạ dắt chồng về gả cho em, dạ lấy chồng Việt Kiều đó. Dạ rồi ba mẹ mới nói như vậy, thôi ba mẹ chỉ có mình con là con gái. Bây giờ ba mẹ thấy Hiền Vinh cũng được, thôi bây giờ nói nó đi, nếu mà thương con thì lên, ba mẹ gả cho, ba mẹ không muốn phải gả con đi xa. Đó, thế là em gọi điện cho Vinh. Mẹ anh Vinh. Dạ, em mới nói là thôi, có ba mẹ nói vậy, có thương thì về, cưới tôi còn không thì thôi. Lúc đó Vinh dạ. Sao? Nhưng mà lúc em đó... nói với Vinh là có Việt Kiều Pháp về dạ, cưới có. Em không? Rồi, chứ đúng không Vinh? Lúc đó đang làm cho người ta ở trên cái xưởng đổ đó anh, mà cách ở ngoài thành phố Buôn Mê Thuột tới 40 cây số rừng á, thì nghe điện nhắn lại vậy á. Cái đêm đó em làm đêm luôn, làm cho vừa xong 3 giờ sáng là tới 4 giờ sáng em bắt xe em đi về đây luôn. Mất siêu... vợ sao đúng không? Siêu phách lạc luôn chứ. Ôi, đúng dạ. Không? Đó. Ôi, ôi, rồi sao? Ủa nhưng mà khoan, để em hỏi cái lần này là 6 tháng có nghĩa là cái là các bạn là yêu xa là khoảng bao lâu thì mới anh dạ, mới về? Dạ có 1 tuần 10 ngày thôi. Tuần. Dạ. Mới 1 tuần mà bà đã bị âm mà. Có nghĩa là chưa được đủ 6 tháng luôn á. Dạ nói chung thì cái cách mặt á thì đi làm xa thì không có bao nhiêu lâu hết. Có 1 tuần thôi. Tại vì ngồi ở xóm trên, ngồi ở xóm dưới đi xe đạp lên là tới gặp rồi. Nhưng mà sau khi mà về rồi á là nói ba mẹ, là ba mẹ có qua hỏi liền không? Dạ có. Rồi là cưới luôn. Dạ. Rồi thì... đó là suôn sẻ luôn đó. Dạ. Từ rồi, lúc đó cho đến lúc cưới là hai bạn có tới đâu? Nghĩa là hai bạn có vượt rào không? Không có nói tới vượt rào mới mắc rồi. Lúc trước trước đó thì trước khi đám cưới một tuần thì hai chồng đi giống như hưởng cần trăng mật vậy đó, định là vượt rào đó như anh nói đó. Thì vũ nguyên một đám bạn bè hai bên luôn rồi cùng nhau kéo xuống Cần Giờ. Mà còn có một tuần nữa đi xuống Cần Giờ nắng rồi tắm biển, về cái hải dài ba lọt hai bên. Rồi cái đi về tới đó cái thấy thì thôi, không biết sao đám cưới làm sao mặc sơ ghi khoe áo đâu. Rồi cái bắt đầu mới có nhờ bạn bè rồi, người này chỉ người kia chỉ đắp nha đam đắp đồ để cho kẹp lành và làm cô dâu. Rồi mà lạc đề luôn á, nãy dạ. Giờ kể chuyện lạc đề luôn. Không đó. Thì ta nhưng đang mà muốn hỏi nè. Cái lúc rào. Mà đi vượt cái lúc mà tính đi Cần Giờ trăng mật là có vượt rào chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Tự lý do là tại vì bị cháy cái da rồi. Dạ không. Rồi tuột mút hay gì? Đi đông lắm. Không. Ồ, cái lúc dạ. Đó đi thì chưa có lột da. Thì bởi vậy tắm biển nói, về mới bị. Thì tắm biển về đó là về tới chiều là thấy là nó đỏ da rồi. À, nhưng là mà... tuột mút á. Nhưng mà cái chuyến đó là có ý định không? Vinh. Dạ có. Thì đã sắp xếp mình đi về thấy da bá đỏ quá, đúng không? Tuột mút luôn. Lo không biết sao mặc áo cưới. Nhưng mà em biết không? Em biết là ổng có ý định đó không? Dạ không. Tự gì chỉ nói là đi chơi rồi này kia, đi đông lắm mà. Thì em đâu có suy nghĩ là đông như thế. Tự gì từ lúc quen cho tới khi cưới nha, là vợ chồng em đi chơi lúc nào cũng có cháu hoặc là bạn, rất là đông chứ không bao giờ mà được. Đó là lý do nữa đó. Dạ, không bao giờ mà được hai đứa đi riêng hết trơn á. Tự gì nói chung là em cũng sợ. Thì ba mẹ em ngày xưa là thanh niên xung phong, cho nên là rất là khắt khe. Thì ba mẹ em nói là đi chơi cẩn thận rồi này kia, thì lúc nào em cũng đi có bạn có bè hết á. Dạ. Nhưng mà có bao giờ giống như cái cặp mà trước á, đó ba mẹ ham đi mà mà coi như là để cho nó hả mà kêu bằng đụng vô đó he, mất đời con gái, mất đời con gái đó he, là gặp thằng sao nó quánh cho chết chóc luôn á. Nó quánh chết sống luôn, nhỏ sợ luôn không? Dạ. Nhỏ sợ luôn. Lấy cái đó về mình dạy con mình á. Dạ. Nó nghe này, nhưng mà có bao giờ đi chơi với ổng mà ổng có ý định là ổng có một ý đồ thăm đen mà ổng một phát không? Vừa gào đó ý ổng có ý đồ là ổng dạ có mình không? cũng có rủ rủ sao đâu dạ giống như là rủ đi uống cà phê, mà cà phê thì cà phê gọi là cà phê chòi đó. Dạ cà phê chòi, mà hên là cái lúc đó em cũng rủ thêm hai người bạn, một người tên Xuân và một người tên Viên, hai người đó cũng quen nhau. Dạ em cũng rủ đi chung luôn rồi không làm ăn gì dạ hết. Thì
ông xã em không biết. Tới cuối cùng thì vô đó là bốn người rồi. Dạ. Chà, thì cũng hứng quá ha. Uống cà phê thôi. Cũng hứng. Uống cà phê thôi. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ mà. Dạ. Có 20 thôi chứ nhiều, 20, 21. Dạ. Đúng, như vậy là các em cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? 20. Dạ, 20 năm. 20 năm đó. Nhưng mà sau khi cưới thì cuộc sống nó có vất vả không em? Dạ, đa số là chỉ là kinh tế. Dạ, tự vì hồi xưa giống như là em với ông xã thì cũng chưa có chắc về cái công việc. Dạ, hồi xưa thì em làm tiệm tóc. Dạ, thì nó cũng bấp bên. Dạ, ông xã sửa ô tô. Là Vinh sửa ô tô từ hồi trẻ luôn á hả? Dạ, thì em năm có em tốt tốt. Dạ, năm em tốt nghiệp năm 98 bên Cao Thắng là anh em làm. Là đi làm luôn. Dạ, là gia đi làm lên co trên BBK Biên Hòa làm được 4 năm. Mà sao em sửa ô tô mà sao giờ chuyển qua sửa xe máy vậy? Hả? Nặng quá. Dạ thì mình cũng vòng vòng kết cấu vậy thôi. Rồi các em có mấy đứa? Dạ hai. Hai đứa đúng không? Dạ. Đứa lớn nhiều, đứa nhỏ nhiều. Dạ đứa lớn 19, đứa nhỏ 9. Dạ. Và cuộc sống thì nói chung là nó có khó khăn vì các bạn nhỏ không? Nói chung con em thì cũng ngoan lắm. À, hai đứa cũng biết nghe lời cũng này kia lắm. Dạ. Con khỏe mạnh hả? Dạ. À, không, thằng lớn thì nó bị thận hư, hội chứng thận hư. Dạ. Rồi vậy là tiền không đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là hai đứa mới có 21 tuổi. Mà vậy là có bầu liền á, cưới xong là có bầu luôn đúng không? Dạ, một năm, năm sau đẻ ra. Một năm sau. Đang bé 19 rồi. 19 rồi đúng không? Dạ. Năm sau mà lúc nào là nó bị coi như hội chứng thận báo là tụi em phải là tốn tiền tốn bạc lắm cho đến lúc mà nó mấy tuổi thì nó mới đỡ. Dạ, lúc 3 tuổi bắt đầu là anh ta bị. Dạ, tới lúc 14, 15 tuổi thì mới là đỡ hơn thôi. Là trong suốt cái thời gian đó chắc đi chữa trị đồ nhiều lắm em. Cứ ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều hơn là ở nhà. Đúng rồi, thật là mệt mỏi lắm. Dạ. Hồi bây giờ là cháu khỏe rồi hả? Dạ, bây giờ khỏe, bây giờ 6 tháng đi khám, tái khám một lần. Dạ. Bác sĩ bảo tình hình của bạn như thế nào? Dạ khỏe. Dạ. Thôi chúc mừng em. Dạ. Ơi. Chúc mừng. Và đứa nhỏ thì ổn đúng không? Dạ đứa nhỏ ổn. Nghe để mừng, để mừng. Dạ. Mừng phụ nghe. Dạ. Rồi gì nữa đây? Thôi giờ trời qua cái kia đi, qua cái vụ mà kể xấu nhau đi. Đó. Đó không? Ông có tật xấu gì không? Nhìn ông hiền khô, ông có tật xấu gì không? Dạ, nói chung là tật xấu nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhưng mà thôi. Em cũng hy vọng là sửa đổi giùm em. Thì ăn uống đi, ví dụ em đi làm 3 giờ về. Không ăn đâu, chờ đến đi mà em đi làm về mới ăn. Phải có vợ về ăn mới ngon đúng không? Dạ Vinh? Đúng rồi. Dạ. Làm gì tới 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều dạ. Là không ăn trưa mà chờ tới 3 giờ rồi. Chiều mới là ăn trưa của em á. Dạ. Nhưng mà cái công việc sửa xe chị biết không, nó mệt lắm luôn á. Đó. Mà vậy hoài luôn hả? Dạ, thường xuyên luôn. Có khi nào em về tới 5 giờ mà ổng vẫn đợi tới 5 giờ không? Dạ cũng có luôn. Trời ơi. Có nghĩa là cứ phải chờ vợ về ăn nó mới vui. Bởi vì người ốm nè, cái phọt này phải Hương chia cho lắm. Anh Thuận đỡ á. Thiệt luôn ha, nghe nè, đó giờ, hồi đó giờ chắc đâu có lén phén mèo mã gà đồng gì đâu đúng không? Dạ không. Nhưng mà giống như đi đường á, nhìn gái nhìn đắm đuối lắm. Dạ. Nhìn mà đang chở em nha, ở đằng sau nha, mà nhìn người ta mà ủi cái xe luôn. Ô, trời ơi vậy luôn á. Dạ. Chà, rồi lúc đó em sao, em phản ứng sao? Ôi, em nói trời cái gì vậy? Cái gì vậy? Ừ. Trời ơi, tôi này đằng sau nè. Ừ. Chưa chắc người đó mà hơn tôi nữa mà sao không nhìn tôi mà đi. Dạ, cái nói không thấy quen nhìn thôi. Dạ. Chắc nhìn người quen đó. Mà nhìn người đẹp ra người quen không à. Dạ. Đó. Người quen toàn người đẹp. Đó. Người quen toàn người đẹp. Đó. Ừ, đó. Dạ. Rồi có tật xấu gì nữa không? Dạ, ở dơ một cây. Ông mai tao dần thử sửa xe mà. Dần sửa xe mà chị ơi. Dục nhất nó bám dữ lắm. Ý là mình đừng nói là trong cái chuyện mà nhìn con gái á. Dạ. Với lại cái ở dơ á, thì mình xếp ở dơ vô là tật xấu đi. Còn nhìn con gái biết sao không? Đàn ông phải nhìn đàn bà. Chứ giờ nhìn đàn ông bạn đang chung rồi. Chứ không nhìn đàn ông là mệt thêm á. Tự nhiên nhìn đàn ông. Tự nhiên nhìn đàn ông. Trời chết luôn bây giờ. Tung xe luôn là mệt luôn á. Đúng không? Dạ. Đó là tự nhiên tới 40 tuổi. Tới 40 tuổi tự nhiên mất chồng. Trời tự nhiên. Tự nhiên một ngày phát hiện cái váy của mình sẽ mất. Ôi, ông chồng mình lấy. Đó. Rồi sao nữa nè, có cái gì xấu nữa nè. Nói chung là từ lúc mà em lấy Vinh là 20 năm rồi. Nhưng mà em thấy Vinh là nói chung hoàn hảo lắm. Chỉ có một cái là Vinh rất là hiền. Em không gây gỗ với Vinh, nhưng mà em chỉ gây gỗ với Vinh là vì gia đình Vinh thôi.
Chứ còn lại là hai tụi em là không có lộn. Dạ, tụi em không có xích mích gì hết. Toàn là gây lộn gì, gây gỗ gì gia đình thôi. Vì gia đình là sao? Vì Vinh ở chung với cô, với bác, với ông nội. Không có mẹ. Đó, mà lúc nào cũng để cho em bị ăn hiếp hết trơn. Em khóc mà khóc gì gì gia đình của Vinh không đó. Cô, bác, rồi này cái là nhưng mà bây giờ vẫn chung. Dạ, bây giờ em đã ra riêng. Dạ. Thôi, vậy cái chuyện buồn cũ rồi, cũ rồi. Quên đi. Dạ, không có nhắc tới đúng không? Chơi qua năm cũ luôn. Ừ, qua luôn, qua 2020 bác. Hiền như vậy nè, thương vợ nè. Chắc chắn là chắc cũng thương con lắm đúng không? Dạ. Thương mà có chiều không? Chiều một cây luôn. Chiều một cây luôn hả? Trời ơi. Mà chỉ có một con, chiều thằng con trai hay chiều đứa con gái? Hai đứa luôn. Chiều luôn hả? Dạ. Chỉ có một mình em là phù thủy thôi. Dạ. Kệ, ở nhà cũng có ông. Tôi bà giống. Đúng rồi đó. Cũng có người giữ người hiền. Dạ. Thế còn dạy nó chứ chấp nhận đi. Chấp nhận cho ba nó là ông bụt đi. Để ông mình là phù thủy. Dạ. Chị ở nhà chị cũng là phù thủy đó. Nó nghe chắc có lẽ là chắc cưng nhỏ con gái. Dạ đúng rồi. Hơn chút xíu đúng không? Dạ. Cưng lắm luôn. Con gái có bao giờ mà tác động lên cái thói hư tật xấu của ba gì không? Dạ có. Giống như trước á, Vinh cũng mê chơi lắm. Đi chơi bạn bè đồ này kia đó. Quên giờ về thì con gái cũng có nhắc một hai lần. Lúc đó con gái 3 tuổi nè, nhậu đồ này kia. Con gái nói bố ơi, nếu mà bố nhậu bố xỉn á, bố có mùi rượu con không cho bố hung. Từ đó bỏ luôn. Trời ơi, đáng yêu vậy trời. Dạ. Trời ơi, như vậy là cô ấy là có tiếng nói nhất trong gia đình đó. Dạ, rồi bây giờ á là đi đâu không cần biết. 5-6 giờ là Vinh phải về. Tại vì con gái về không thấy là gái đi học về đó. Dạ, là gọi. Bố ơi con muốn bố, bố ơi con muốn bố. Trời ơi sao giống Bí Ngô á. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Là phải về. Là phải về. Rồi. Không là nãy giờ kể cho thấy Toàn là đừng có tính. Vậy là giờ có muốn thay đổi gì không? Giờ có muốn Vinh thay đổi gì không? Bớt hiền hả? Dạ thôi cứ vậy đi. Để em ăn hiếp nhiều tí. Dạ. Em muốn thay đổi gì không? Hay để y vậy thôi? Dạ thôi để y đi. Tụi gì nếu mà để y vậy em kèo trên. Dạ. 20 năm rồi. Dạ. Thì đàn bà ta cũng phải tính toán chứ. Rồi bây giờ gió đổi chiều. Quá Vinh nó Vinh. Vinh tật xấu của cô ấy là những gì? Chắc em không có đâu hả? Thì theo em thì vợ em thì tật xấu cũng không có gì, nhưng mà chỉ có cái xấu nhất cũng không phải là xấu nữa, nhưng mà có cái là hay mua đồ nhiều. Mua đồ. Thì một cái món đó, em ví dụ như một cái áo đó đó, cái một cái cùng một cái kiểu đó mà có thể mua 4-5 lần được. 4-5 lần cùng một màu hay dạ, là cùng nhiều một màu, cùng một mẫu, cùng một cái áo như vậy mà mua 4-5 áo. Dạ thì... Ủa, là em thích cái loại đó là em giống như là hoài, đúng không? Giống như là nghiện mua vậy. Không phải là thích, nhưng mà ví dụ cái món đồ như cái món vật gì mà thấy không cần thiết mua cũng mua, mà cần thiết cũng mua. Ủa, là giống như thôi. Là nghiện mua sắm. Nghiện mua sắm online. Cái này mệt lắm Ê, có bao giờ bị đồ kém chất lượng không? Dạ có nhiều không? Dạ nhiều lắm. Mua về không xài được, bỏ qua một bên, cho cũng không được, thế là đổi cũng không xong. Dạ anh bị dính hoài. Dạ đó. Rồi còn tật gì nữa nè em ơi? Nhưng mà mua sắm nó mất tiền lắm, tốn tiền lắm nghe em. Theo em thì chắc không có gì đâu, tại vì sống với 20 năm mà ví dụ rồi. Có mình cũng chiều theo luôn. Có nóng tính không? Dạ trời ơi, nóng lắm luôn, xấu lắm, xấu. Thôi bây giờ kể đi. Xấu tiền đói lắm. Những lúc nếu nào mà cô ấy nóng tính. Đây nè, xấu đói, xấu nóng, nóng tính có nè, không, xấu có đói không? Nè, mới nói xong nè. Đó. Khi mà đói bụng lên rồi là chỉ biết mình thôi, là không biết xung quanh là gì, cứ xả lả, không. Đổi trường hợp lại nghe, cổ mà ở nhà, cổ không biết cổ có đợi em về ăn cơm chung được nổi không á. Đúng không? Dạ đúng rồi. Xấu đói là cái đó, nó do cái cấu tứ bao tử. Nhưng mà buồn ngủ có quạo không? Dạ có. Có luôn. Dễ quạo đúng không? Dạ. Lúc mà ngủ rồi là thôi đừng có kêu réo gì hết á. Đừng làm phiền. Vậy là giờ Vinh mong vợ Vinh thay đổi cái gì nè? Dạ em chỉ mong thay đổi là bớt mua sắm online lên thôi. Còn mấy kia là xài được hết đúng không? Dạ xài mấy hết. Kia xài được. Đấy, hết. Nóng tính là cho nóng luôn đúng không? Chấp nhận đồ online mua về Vinh không có xài được. Dạ đúng rồi đó. Thôi anh nói nè, bớt lại. Dạ. Thật ra bây giờ đó, cái này đến anh Bin khuyên em anh đi. Anh bị dính tại nhiều vì lắm. Anh Bin bị dính nhiều lắm. Trời ơi có lần tôi mua
mua mà xài không được luôn á chị ơi. Trời ơi, chị may mắn lắm với em, chị không biết cách mua đồ online và không bao giờ chị học cái cách mua đó cho nên đỡ lắm. Chị không có biết luôn á. Khi nào chị cần cái gì lắm mà chị nhờ Bí Ngô. Nhờ vậy mà giờ Bí Ngô nó bị ghiền đó em. Chị lo ghê luôn, chị sợ quá. Anh nhớ nè, anh mua một cái gì đó nghe, nó là đồ điện tử. Dạ. Mua xong về xài không được, xong cái lên cái trang fanpage đó thì nó mất tiêu luôn. Dạ đúng dạ, rồi. Nó phá nó chặn ơi, mình luôn. Hay lắm. Em cũng mới bị hai tuần trước vào hai cái đầm. Dạ. Dạ. Không đâu xài được đâu. Rồi. Nóng thôi. Cũng vẫn xài được đúng hai không? Vợ chồng ngủ vẫn xài được. Hai vợ chồng đã 20 năm ở với nhau rồi và cái khó nhất đó chính là bạn con trai lớn của em. Dạ. Bây giờ bé nó cũng đã ổn định rồi. Dạ. Thì thật sự đó là cái khó khăn nhất. Thì bây giờ còn cái gì vừa đó nữa mà rồi. Khó. Đúng không? Dạ. Thôi thì chỉ mong là hai em cứ lúc nào cũng yêu thương nhau, hiểu nhau và cùng chung tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Dạ. Dạ. Em cảm ơn hai em. Dạ. Em cảm ơn chị Hồng Giang, hai đứa nha.